Lan xin chào cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Lan Thái Miền Tây. Hôm nay Lan tiếp tục chia sẻ một món mới lạ, nhanh gọn lẹ, cấp tốc luôn. Ở trên bàn Lan có 4 cái nguyên liệu. 1, 2, 3, 4. Đây có một ít hành lá nè. Cái này là cua giả, thanh cua giả. Ớt chuông, ớt xanh, ớt đỏ, ớt vàng gì cũng được hết. Ở đây Lan có 3 màu này. Và 2 trứng hột gà hoặc là hột vịt cũng được nha các bạn. Đây mình có cơm. Cơm này thì cơm mình nấu ra rồi mình để cho nó nguội. Rồi bây giờ mình sẽ trộn vào đây. Mình làm bánh bí xà mini kiểu mới. Có một chút xíu nguyên liệu mà Lan sẽ hô biến ra những chiếc bánh xinh đẹp luôn. Cô chú anh chị em và các bạn thấy thích thì hãy vào cùng làm chung với Lan nha. Đây là Lan có một tô cơm khoảng 2 lon à. Nấu chín để nguội mình mới làm được. Cái phần này để qua một bên trước nha. Lan sẽ trộn cái phần cơm. Nếu như bạn nào không thích trộn vào á gia vị thì để gì làm cũng được. Còn như Lan thì Lan cho một chút xíu mặn mặn ngọt ngọt. Cho nửa muỗng cà phê muối. 1/4 muỗng thôi các bạn ơi. Nửa muỗng nhiều lắm, 1/4 thôi. Một muỗng canh đường. Trộn. Sau đó mình để qua một bên nha. Mình cho nó ngấm chút xíu đi. Rồi cho nó qua một bên. Ở đây Lan giới thiệu cái phần bột để làm ra cái bánh này. Lan sẽ xài bằng cái bột này. Nó như thế này. Lan lấy ra 1 cup bột, 3/4 cup nước, nước lạnh. Cho nó vào trong cái tô này. Bột mình cho vào nha. Nước mình cho vào hết luôn nha. Đánh lên. Đó, mình trộn đều là được rồi. Nếu như mình chưa làm thì mình bỏ vào trong tủ lạnh. Còn như làm liền thì để ở ngoài cũng được. Lan thì Lan làm liền luôn, cho nên Lan sẽ để ở ngoài. Bây giờ Lan tiếp tục làm những cái cắt rau như đập trứng gà. Rồi cái này mình cho màu qua một bên luôn nha. Đây Lan có 2 trứng gà. Một quả thì Lan cho nó vào trong cái chén này. Mình để nguyên, không đập gì hết. Còn cái quả bên này mình sẽ đập lên. Đánh cho nó tan lên. Như vậy là mình được 2 cái bánh rồi đó. Một cái là Lan sẽ chiên cho nó ốp la, còn một cái là chiên bình thường. Đánh lên, rồi cho nó qua một bên luôn nha. Tới mình làm cái những cái chiếc bánh tiếp theo. Đây là cái cua giả, thanh cua giả. Những cái nguyên liệu đơn giản vậy thôi. Là sẽ cắt ra. Cắt ra gì đi. Xong. Bỏ nó vào trong chén. Cho nó vào một bên luôn. Cái đến thì những cái ớt này Lan sẽ cắt nhỏ ra luôn. Mình thích thêm những cái gì thì mình cứ thêm nha các bạn. Ở đây là cái phiên bản là cơm nguội. Ở nhà mình có cái gì thì mình làm ra cho mấy em nhỏ ăn. Cho nên không cần thiết phải có cái giống như của Lan á. Có xúc xích cũng được nè, hoặc là trà bông gì cũng được. Trong cái lúc mùa dịch này á, mình đi chợ mua đồ không được á, thì ở nhà mình có được cái gì thì mình cứ làm thôi. Bây giờ Lan sẽ sắc nhỏ ra. Ăn mì gói, ăn cơm mì gói, ăn cháo hoài cũng ngán. Lâu lâu mình làm cái món này cho mấy em mình, mấy con mình ăn nha.
Rồi ớt mình cũng đã cắt xong, cho nó qua một bên luôn nha. Kế tiếp là hành lá, cắt nhỏ luôn. Mình xài bao nhiêu thì mình sẽ cắt bấy nhiêu. Lan xài bao nhiêu Lan cắt nhiêu thôi. Cho nó vào trong cái chén này luôn. Như vậy là xong cái những cái nguyên liệu rồi đó các bạn. Bây giờ bước tiếp theo thì Lan sẽ đem mình đem đi nắng thành cái bánh bí xà. Ở đây Lan có hai cái cách. Một là mình có cái khuôn này, rồi mình ép ra cơm ra mình sẽ làm nhấn xuống. Ở trường hợp này là bạn nào không có cái khuôn, chưa mua được cái khuôn, thì mình lấy cái nắp, cái nắp đựng ở trên cái hộp vô á, hoặc là cái hộp tàu hũ gì cũng được. Đây là cái nắp nha. Lan sẽ chảy ọc ra. Như thế này. Rồi cái tay mình á, nó đang đeo bao tay mà nó khô lắm, bóc cơm không được, mình bỏ vô một giọt dầu. Chà qua. Rồi bóc cơm. Mình lấy một nhúm cơm như thế này ha. Bóp chặt nó lại. Đặt nó xuống đây. Mình làm một lượt ba cái luôn cho nó lẹ. Mình bóp chặt lại cho nó dẻ lại. Rồi, ém. Đó, nó thành ra một cái bánh bí xà rồi. Mình đè cho nó dẹp xuống cái khuôn là được rồi. Càng mỏng càng tốt, để khi mình chiên nó không có bị phồng lên. Bí xà mà, phải cho nó đẹp. Bên đây cũng vậy. Lấy cái tay nhấn xuống. Rồi xong. Mình chưa ăn thì mình lấy cái này, mình xếp nó lại. Xếp nó lại. Rồi, mình để qua một bên. Bây giờ Lan sẽ đem đi chiên cái trứng gà trước. Kế đến thì Lan sẽ chiên cái phần trứng gà. Chiên phần trứng gà thì bạn nào cũng biết rồi ha. Nhưng mà Lan muốn lấy cái hình tròn này, cho nên Lan cho một ít dầu vào. Chút xíu thôi. Mình lắc cho nó nóng nóng cái chảo đi. Để cái khuôn xuống. Không biết lấy được không, kệ đi, chị thử. Thôi được nè các bạn ơi. Đó. Thêm chút nữa nha. Rồi chiên được rồi, nó không có chảy ra ngoài. Cái phần trứng ốp la cũng vậy. Mình cũng làm giống như vậy luôn. Bây giờ Lan sẽ bắt cái chảo dầu lên. Bếp mình có 9 số thì mình mở số 6, số 7 thôi nha các bạn. Thì cái bánh bí xà nãy mình đã ép rồi đó. Bây giờ nhúng vào cái bột, một lớp bột. Đây Lan bỏ vô trong cái tô rồi. Xong mình lấy cái sạn nha. Mình bỏ nó vào. Rồi mình để im nó đi. Đó, giống như là xôi nếp chiên. Nó quay quay vòng tròn đó. Cái cơm thì cũng đã chín, cho nên mình chiên rất là lẹ. Ở xung quanh nó vàng là lấy ra được rồi nha các bạn. Đang trở bề luôn nè. Thì thôi mình chiên từng cái nha. Tại cái chảo mình nhỏ đó. Đây những chiếc bí xà của mình chiên xong rồi các bạn, rất là xinh đẹp luôn, xinh xắn luôn. Bây giờ bắt đầu mình ăn cái gì mình bỏ lên nha. Nếu như mà các bạn thích mình cắt ra luôn cũng được, nhưng mà giờ cái này nhỏ nhỏ à, một người ăn cầm ăn luôn khỏi cắt.
Rồi giờ Lan ở đây là có một cái mỡ hành nha, Lan cho nó vào lúc nó còn nóng nữa nè. Đó. Như vậy là mình chấm với nước tương ăn cũng là ngon lắm rồi. Nhưng mà để cho nó đẹp hơn nha, Lan cho một ít ớt nè, xanh xanh đỏ đỏ lên cho mấy đứa em nó thích nè. Rồi một kiểu cho nó qua một bên nha, Lan sẽ làm kiểu khác. Trứng gà nãy mình chiên đó xong, giờ mình bỏ lên đẹp ha, xung quanh mình chất cua giả thôi. Đẹp chưa, vậy là dụ được mấy em rồi đó, đẹp ha. Rồi cho nó qua một bên, tiếp tục mình làm nữa. Phần trứng gà nãy chiên, cái này thì mình cho những cái hành lá lên, hành lá lên trước đi cho nó thơm thơm đi. Đã nói bánh bí xà rồi thì mình phải tạo ra nhiều kiểu, nhiều cái hương vị khác nhau. Cái này cũng cua giả, mình chất nó lên. Rồi Lan còn đang chiên tiếp tục vài cái nữa. Đó, các bạn thấy thích cái kiểu nào thì mình cứ làm kiểu đó. Đẹp ha. Bây giờ Lan sẽ dọn ra chuẩn bị ăn rồi. Đây là những chiếc bánh bí xà nho nhỏ xinh xinh của Lan ngày hôm nay. Rất là xinh đẹp luôn. Đây có rất nhiều kiểu nha, 5-6 kiểu luôn. Đó, xanh xanh đỏ đỏ, rất là đẹp luôn. Ở này ở ngoài chợ chắc không ai bán đâu, ở nhà mình làm thôi. Cô chú anh chị em và các bạn có thấy thích không? Thích thì hãy vào bếp làm món này cho gia đình mình ăn nha. Ngày mới Lan chúc cho cô chú anh chị em và các bạn có thêm được những món ăn ngon và mạnh khỏe. Đây Lan có cắt ra cái bánh bí xà, bí xà mình phải cắt ra chứ. Cắt ra nó như thế này, nó nhỏ nhỏ ha. Mình để vào miệng mình ăn vừa ăn lắm. Ra ăn thử luôn, ngon quá. Ở ngoài thì giòn, bên trong thì mềm, rất là vừa ăn. Mặn mặn ngọt ngọt thơm thơm, ngon lắm. Nếu như cô chú anh chị em và các bạn có thấy thích thì ủng hộ Lan bằng cách đăng ký kênh, bấm like và share cùng cho bạn bè đều xem. Lan cảm ơn rất nhiều. Giờ Lan tạm biệt, hẹn gặp lại những video mới tiếp theo.